tận dụng không gian quán cà phê để làm điểm cho nhận sữa. Mỗi ngày, dự án tủ sữa miễn phí của anh Hoàng Công Minh cùng nhóm bạn ở phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột nhận hàng chục cuộc gọi từ các mẹ có nhu cầu chia sẻ sữa cũng như xin sữa. Tất cả sữa nhận được, nhóm anh Minh cẩn thận bảo quản trong tủ trữ đông chuyên dụng và ghi ngày tháng trên bao bì. Thì qua những lần hỗ trợ máu tại bệnh viện, mình nhận thấy là cái nguồn sữa mẹ đang hỗ trợ cho khoa nhi nặng ấy, thì nó rất là cần thiết. Và từ đó là mình đã đăng bài lên mạng xã hội, mình xin trên mạng xã hội. Và rất may mắn là được các mẹ bỉm sữa ở bên ngoài họ ủng hộ rất là nhiệt tình. Và mình thấy là cái lượng sữa nó rất là nhiều đi. Và mình từ đó là mình có ý định là lập cái ngân hàng sữa mẹ để hỗ trợ cho những bé sinh non ở trong và ngoài bệnh viện luôn. Nói chung vợ mới sinh thì cũng chưa có sữa cho con đó, thì qua mạng Facebook mình biết tới cái địa chỉ ở đây, thì cũng đã, nói chung mình tới đây thì xin sữa thì thấy anh chị em ở đây cũng rất là nhiệt tình cho sữa, và nói chung là cho sữa nhưng mà không có đòi hỏi bất cứ vấn đề gì hết. Nguồn sữa mà nhóm anh Hoàng Công Minh nhận được cho đến nay chủ yếu từ các mẹ bỉm sữa là người quen, bạn bè thân thiết của các thành viên trong nhóm và các mẹ biết được thông tin mà anh đăng tải trên mạng xã hội. Trong quá trình mà sinh em bé thì tôi có dư sữa, thì tôi đã liên hệ với lại chủ tịch câu lạc bộ, và từ đó đến nay thì tôi cũng chia sẻ cho các bé cũng được kha khá sữa, thì tôi thấy rất là vui và cảm thấy rất là hạnh phúc, tại vì những bé không có đủ sữa mẹ để uống ấy, thì là mình cũng có thể chia sẻ cho các bé được một ít. Từ khi tham gia cái dự án sữa mẹ này, thấy các cháu được nhận những cái tấm lòng của các mẹ bỉm sữa gửi đến đầy vừa đầy đủ dinh dưỡng, được phát triển toàn diện, thì thực sự tụi mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì mình tâm niệm mà cho đi không cần nhận lại, các bạn đều rất là sẵn sàng hết mình, cống hiến hết mình vì các trẻ nhỏ. Dự án tủ sữa mẹ miễn phí của anh Minh và nhóm bạn đã giúp nhiều trẻ nhỏ được tiếp cận nguồn dinh dưỡng quý giá đầu đời. Để dự án hoạt động hiệu quả và lan tỏa rộng rãi ra nhiều địa phương, nhóm bạn trẻ mong muốn kết nối thêm những tình nguyện viên thực sự có tâm cùng đồng hành để giúp đỡ thêm nhiều gia đình trẻ nhỏ khó khăn.